Chào các bạn nha, mấy ngày hôm nay á mình được những bạn fan cũng như là mấy thằng em trẻ trâu của mình á báo cho mình một cái tin, đó là chế độ tử chiến trong Free Fire á vừa có một cái map mới. Cái map đó tên là Đảo Sa Mạc. Wow, vừa nghe tin là mình bay vô liền thì mình thấy wow, có cập nhật mới thiệt nè các bạn. Và ngay bây giờ thì mình bắt đầu vào và trải nghiệm xem Đảo Sa Mạc trong chế độ tử chiến của Free Fire có gì mới nha các bạn. Và nếu các bạn thích video này đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ, cùng với đó xem quảng cáo, bấm vô quảng cáo nếu các bạn là fan chân chính muốn ủng hộ mình nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta vào Free Fire thôi các bạn ơi, let's go. Đây đây rồi các bạn ơi, chế độ tử chiến Đảo Sa Mạc đây rồi. Thì các bạn có thể thấy là chơi chế độ tử chiến Đảo Sa Mạc này chỉ là bắn thường thôi chứ không phải là bắn xếp hạng. Nhưng mà không sao, mình sẽ chọn chế độ này để mình vào mình test coi Đảo Sa Mạc trong chế độ tử chiến nó như thế nào nha các bạn. Ok, lần trước mình chơi nhỏ nhân vật này rồi, thôi lần này mình sẽ đổi nhân vật đi để mình coi coi nhân vật mình như thế nào. Đây, đây là những nhân vật cùi bắp của mình. Ok, bây giờ thì mình sẽ đổi, lần trước mình chơi nữ rồi, lần này mình chơi nhân vật nam đi. Nhân vật này khá ngầu đó. Ồ, ngầu không? Ờ, dữ không? Ờ, mới vô múi giỏ rồi. Thể hiện cái độ trẻ trâu cho mình thấy. Ok, thằng này trẻ trâu chắc là ngon nè. Vô game luôn thôi các bạn ơi. Let's go. Oh, what? Cái gì mà con tàu bự dữ vậy? Why, why? Con tàu bự dữ người ta. Khoan từ, có đứa nào leo lên đó không ta? Ok, cái này thì mình cũng mới lần đầu tiên chơi luôn cho nên là mình cũng chả biết là bên kia nó sẽ xuất hiện ở đâu nữa. À, nó bên kia, nó bên kia. Tụi nó sẽ xuất hiện bên kia. Đây, mình sẽ chạy qua đây. Vô cái tàu. Vô cái tàu mình núp. À, tụi nó có gì thấy mình nó núp được. Rồi ok, nói chung á là chơi cho vui các bạn. Thích, mình thích chơi thôi chứ nếu mà nói về mình bắn hay không, tất nhiên là mình bắn dở phải chưởng rồi. Hay ho cái gì? À, nó bơi rồi, nó bơi rồi, nó bơi rồi, nó bơi rồi. What? What? Các bạn thấy không? Hơi ảo nha. Bơi mà nhảy lên cầu thang lúc nào luôn. Ghê vậy. Quay 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 quay. Quay. Ôi nhỏ này nó không biết. Ôi nó bị gì vậy? Nó đang bơi. Nó vừa nhảy xuống cái nó xỉu luôn. Đậu phộng hư cấu. Súng này hơi kỳ nha. Súng này bắn hơi kỳ nha. Súng này bắn hơi kỳ nha. Mình bắn súng lục mình bắn. Đúng gà phải chưởng. Mày là con núp vô đây, núp vào đây nè. Đây nè, đây nè. Ôi ôi, đồng đỏ nó kia. Quay quay từ từ. Quay quá từ từ. Ôi 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 ôi. Đấy, đồng đỏ mình cứu lên. Ôi, mình bị hạ rồi, cái đậu phộng nó. Mình bắn súng lục rất là gà luôn. Ok, coi như cái này thua đi. Tí nữa lấy lại chiến thắng sao? Ok, mà không biết đồng đội mình ăn được không ta. Mình bị xỉu ở đây nè. Đâu? What? Ủa hồi nãy tự nhiên mình bơi được luôn, hư cấu thiệt chứ. Ok, yes. Ủa thua tưởng thắng chứ cái đậu phộng đó. Quay, thanh niên này nhìn tóc bạc đẹp dữ ta. Mình sao mình có được trời. Mình là thanh niên tóc đỏ nè. À, nhưng mà thanh niên tóc bạc này nhìn trẻ hơn, mình nhìn khá là già. Ok thôi, bắt đầu trận đấu nào. Ok, rồi. Quay, what, cái gì mới vô mà thấy tụi nó rồi. Quay, what. Ủa súng này bắn liên tục hả? Ôi, không biết. Mình tưởng súng này là không bắn liên tục được. Ai về đâu nó bắn liên tục được cái đậu phộng đó. Ngáo như ta. Tụi nó đâu ta? Tụi nó vào đây nè. À đây. Quay, núp vào đây đi. Bắn gà thì chỉ cứ biết là núp thôi, chứ đừng có xông lên. Xông lên là tiêu đấy. Ủa đâu rồi? Đâu rồi ta? À đây. Đây rồi. Nó núp ở đây nè, tụi nó núp ở đây nè. Đó. À đây. Ôi trời ơi. Xém tí là hạ được nó rồi, Ôi trời ơi. Hình như là lắc hay sao ấy? Hơi lắc nha. Ok thôi được rồi, qua đây đi. Chúng ta đứng ở đây, chúng ta đứng ấy. Ui mình nhìn cái đống cỏ mà mình tưởng ngay. Ok, gạt giò. Rồi qua tới luôn anh em ơi. Chúng ta phải giành lại chiến thắng nào. Ủa sao cái gì vậy? Trời ơi cái này như cái mê cung vậy, đi lát ngu người luôn. Rồi, lên. À đây. Trời ơi. Đồng đội ơi, đây nè. Oh what? Nó cầm shotgun cái đậu phộng nó, mình bắn ngu quá. Wow, cái gì mà nguyên cái bộ xương bự như vậy? Ủa leo lên được không? Quay leo được nè, Quay what, leo được à? Quay what, được hả ta? Wow, leo được luôn. Ghê vậy. Ui, ghê vậy ai chơi. Ôi khoan từ. Đứng trên đây nói chung là cũng có một cái lợi thế mà cũng có một cái gọi là tự bóp ấy, nguy hiểm ấy. Ok, đây mình không thấy ai hết á. Nó bắn bên kia kìa, tụi nó bắn bên kia mình không thấy được. Đứng trên đây hơi sai rồi đó. Ok, xuống đây đi, qua đây. À. Rồi ok, từ nha. Để coi tụi nó đâu mà nó bắn đồng đội mình gục rồi kìa. Gục đồng đội rồi. Tụi nó đâu ta? Đúng rồi đấy. À tụi nó rồi. Quay. Quay what? Ê từ từ bạn ơi. Gạt giò luôn nè. Đó, gạt giò luôn. Không, đừng nữa. À đây.
Đây 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 đây. Ôi trời, chạy được à, chạy được à, chạy được à, bạn chạy được à, bạn chạy được không, bạn chạy được không? Ok, yeah, được hai mạng rồi. Nãy giờ là đã lấy lại được những gì mà mình đã mắc rồi, bây giờ là còn đúng không? Ôi chết rồi, nó phao đồng đội mình bên kia. Trời ơi, nó tiêu diệt đồng đội mình bên kia rồi. Tiêu rồi, nát rồi. Bây giờ tụi nó đâu ta? Chuyển qua cái cây này đi. Tụi nó chắc đứng ở dưới này chứ đâu. Bây giờ mình lên đây đi, lên đây có khi có lợi thế đấy. Ok, mà mình không thấy tụi nó nha. Ok, lụm máu. Đấy, ngon. Núp vô. Ôi, kìa. What? Xém phèo rồi. Ơi, nó lên luôn á, tụi nó lên luôn á. Nó lên luôn á, biết ngay mà. Biết ngay mà, nhưng mà còn một đứa nữa ở đâu ta? Một đứa nữa ở đâu ta? Ok, bấm máu cho nó đi. Mình nghĩ là nó lao xuống dưới rồi. Quay quá, bây giờ mình nhảy xuống cái chim mình fail luôn à. Mình fail luôn à. Ok, à đây. Đây mình thấy rồi. Quay quá. Ôi, nó cứu nhau rồi. Một đứa, hai đứa, yeah. Ghê chưa. Lâu rồi xong rùa được cái rồi mình phải chém gió lên. Tụi bay thấy sợ tôi chưa? Chém gió là liền, lâu hơn được cái. Rồi thì mình sẽ mua bom keo nè, mua cái nón, mua cái này. Ok, mình điện cái súng của mình nó hết đạn nữa mới đau chứ. Ok, ngon lành. Nói chung là chém gió cũng được vài mạng đấy. Ngon ấy. Đấy. Ok, tiếp tục nào. Let's go. Ok. Wow, lần này là một cái tháp. Lần này có một cái tháp nha. Nói chung là mình nhìn nó hơi lạ. Lần đầu vô chơi thì nhìn nó khó nhìn quá. Phải mở mắt bự ra mới nhìn thấy được. Để khoan, tụi nó núp ở đâu cái đã. Ôi, đi đường này cũng coi bộ khá căng à. Qua đây anh em ơi. Tụi nó chắc ở bên kia rồi. Đấy. Ôi, cái gì đây. Ôi, cái bao này mà mình tưởng là người chứ. Ok, tụi nó đâu ta? Tụi nó đâu hết rồi? Theo mình nghĩ là nó bọc qua bên nhà mình á. Nó bọc qua bên nhà mình đó anh em à. Nó bọc qua bên nhà mình rồi. Nó bọc sau lưng ấy, tụi nó bọc sau lưng ấy. Hay là một là tụi nó ôm ở đâu rồi? Tụi nó đang ôm ở đâu rồi? Kìa, hình như bên kia. Ok, muốn ôm thì để cho tụi nó ôm đi. Mình đứng ở ngoài đây. Tí nữa lát bo vô thì tụi nó cũng phải chạy ra thôi. Hồi nãy tụi nó đứng ở trong cái nhà này đúng không? À, đứng trong nhà kia, mình thấy rồi nha. Đây một đứa nè. What? Bắn đâu vậy? Ơi, né ra bạn ơi. Trời ơi. Bắn ghê vậy. Nó ôm trong nhà nhưng mà lát nó cũng phải ra à. Đó, đây, thấy chưa, ôm trong nhà thì đấy nó cũng phải ra thôi. Mày, một đứa, ok, đồng đội mình hạ chứ không phải mình. Quay, bên đây nè. Này móc, móc nè, ủa rồi, nó rồi. Nó móc đồng đội mình, còn mình nó à. Ok. Trời ơi, hay vãi. Rồi, trận cuối cùng, không biết là mình có thắng được hay không nha. Ok, mình được mấy mạng rồi, mình được 5 mạng rồi. Mình đứng đầu bảng luôn. Ok, cái súng này á, là cái súng nó bắn liên tục. Mà mình cứ nhấp, bập. Mình bắn đúng gà luôn á. Tụi nó núp bên kia kìa, tụi này nó khôn ghê chứ. Đây, núp bên này nè, bắn không được. Tụi này nó chơi chiến thuật ôm nha. Nhưng mà phải cẩn thận đằng sau mấy ông ơi, đằng sau nó móc lớp á. Nguy hiểm lắm. Ok, nếu mà nó chơi chiến thuật ôm vậy thì mình cũng ôm luôn đúng không? Nhưng mà mình phải cẩn thận là sao, kẻo nó móc lớp, nguy hiểm lắm. Rồi ôm đi mấy bạn. Ôm đi mấy bạn ơi, ôm đi đúng rồi. Bò ra đây. Bò ra đây. Kìa, nó lú ra kìa. Lú ra. Chơi tới chơi thiệt tình, chơi lú. Chơi vậy sao được. Ok, phải win được trận này nha. Tụi này nó phái ôm, tụi này nó chơi chiến thuật ôm các bạn. Nhưng mà nó ôm vậy á, lát bo vô á là cũng khá là căng à. Ra giữa rồi là sách lá cà đó. Come on, à đây. Phá cái này của nó đi. Phá cái này ra. Đó, phá ra là sẽ nhú ra một đám mà. Ơi, nó qua bên kia. Quầy quá, đồng đội đừng fail nha. Fail buồn lắm á. Ủa, đồng đội đâu rồi? Nhanh. À, chưa. Bắn đại đi, tụi nó lú đầu lên là tụi nó bị dính à. Ôi, đồng đội mình qua luôn kìa. No, đừng có sắp lá cà, no. Trời ơi, bạn sắp lá cà kiểu đó là nguy hiểm lắm. Nguy hiểm lắm bạn ơi. Đây, một đứa, nó không biết gì hết á.
Ôi ôi, từ từ, bốm bốm bốm. Ôi kê bơm máu, đồng đội đâu rồi. Nhanh đồng đội ơi, nhanh. Thay đạn cái. Một đứa. Hai đứa, yeah. Win. Yeah, vừa mới trải nghiệm xong phơi vải trưởng. Nói chung là cái này mình hên thôi, với lại gặp mấy thằng này gà. Mình đã gà, nó còn gà hơn mình nữa, hỏi sao mình không thắng. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ, cùng với đó xem đăng cáo, bao nhiêu đăng cáo nếu các bạn là fan chân chính ủng hộ mình nha. Rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.